Rồi thành quả tới lưới nha mọi người. Lưới này bữa nay đánh cũng dính nhưng mà không dính nhiều nha mọi người. Dính vài ký đủ ăn mọi người. Chỗ này chắc có ai đánh rồi, ra mình vô mình đánh trên cái lưới cũ. Cá nó bị dính hết rồi. Bữa trước ai đánh nó dính hết thì bữa nay còn, nhưng mà cũng khoảng cỡ 3 ký mấy 4 ký nha mọi người. Kể cá này 3 ký mấy 4 ký cũng được rồi. Rồi. Miền Tây thấy dễ cái măng không rồi. Chỉ cần xiên chút đi đánh lưới một chút xíu là có cá ăn ngay thôi. Thôi bây giờ mình gỡ vài con mọi người. Gỡ vài con mình lấy cái dao mình mổ bụng nó ra, cái xong mình nướng vài con ăn thử. Là đằng kia nướng. Chào mọi người. Mọi người bữa nay mọi người theo chân mình đi dân lưới cà phê. Cà phê ở đây dữ lắm mọi người. Tại vì dùng láng cà phê thì bao la nha. Hôm nay mọi người theo chân mình thì dân thử một chai này 100 mét nè. Mình nói vậy cho bao la, không biết đánh có hay không luôn. Đánh là hên xui thôi nha. Rồi bắt đầu là xuống láng. Nhìn người ôi nó sắp ngủ vậy. Khỏi xuống vậy. Bắt đầu đập cá rồi, lựa cá của chú ơi. Nay trưa 2 giờ 3 giờ mấy rồi, nắng quá ta. Đó, Trang đập gì cho cá nó chạy. Cái lưới thì sát mé, nãy giờ đập thấy cá chạy quá trời không chú, chắc cũng vô nhiều rồi. Đập mà hồi nãy lên chỗ đó trễ quá, nó bọc lên chển đi hết luôn rồi, không biết giờ có vô. Nãy con với cha đập xong cái con lên thọ quay của chú đó. Cố ngư đi cha. Cố ngư của chú ơi. Tới vì gì ngứa đó. Ở đó là hết chuyện ngứa rồi của chú. Rồi đây tới đó chừng 100 mét. Cũng xa quá. Gió quá, thông cảm chú ơi. Sình quá lúng rồi. Thôi con cầm cho ướt quần rồi. Cầm cho. Dính con rồi. Thảy lên xuồng không? Muốn nói nhắm sảy không? Không sảy nói đâu. Nhỏ quá rồi cô chú ơi. Con người tôi nha, hai con. Nãy mình giới thiệu là bà con. Nhưng mà đánh cái này cũng hên xui luôn rồi. Cũng con. Ủa, cũng con. Nhưng khi trúng bầy nó đủ vô, khi nó không trúng bầy nó dính vô thẳng. Nhưng mà cái tay lưới đó. Không thử không dưới 2 kg nha. 6 con, 7 con. Đấy. Rồi mất tiêu rồi. Dễ bị xúc. Ồ, dính 2 con đó kìa. Ồ, bà con. Ồ, ở đây nè, Ồ, 2 con. Ồ, 45 con. Quá nhiều rồi. Nãy giờ đếm chắc hơn. Cá bự, cá bự. Con nào có trứng không thả lại cho.
Ủa ôi sảy luôn cũng quá con nãy đây nữa nè ngồi đây bị cá bị cua đớp kìa. Ủa cua này hay thiệt. Còn né thì đạp chúng nó nữa sao. Này nó đớp. Chưa được 15 phút ơi. Qua dính rồi. Trời ơi. Anh kéo thì cũng được rồi. Xíu hồi có tiết mục lên chảnh nướng luôn cô chú ơi. Mấy cá ngon quá. Chặt lưới cho cua coi. Ôi. Ô trời ơi con kia. À, không vụ đâu rồi rồi ơi coi chừng cua chứ cái này là phải ổ của con ché không ta anh nít ta rau lụt anh thử rồi cái này không phải đâu đụng người ta làm cỏ người ta bỏ quá dở rồi quay đã luôn sao vậy bốn con luôn. Ôi 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 cái gì? Cua. Chính thằng ta hồi né né né. Ơi nó lên cái con rồi. Con nhỏ xíu rồi cô chú, nhỏ xíu rồi cái càng nó bán dữ lắm. Thôi làm á. Cái bự. Mới đánh cái. Ủa, ngồi. Mới đánh cái là nó biết dính cá rồi, nó biết rồi. Nó hửi được cái mùi đó thì sao ta? Chùm này nè, chùm này nè. Hai con. Chạy bá lửa. Đi nó đi mới đàn đàn. Ông ơi tay xuống đi. Anh ghê quá. Đụng cái tay xuống, không có gì chết luôn. Cua bự thì không nói, cua nhỏ nó rất là bén. Nó kẹp cái thôi là chết luôn. Ồ, quá nhiều rồi. Phút cuối còn dính con nào không? Mình coi cái thành quả như thế nào nha. Buộc lưới một cái. Rồi thành quả tới lưới nha mọi người. Lưới này bữa nay đánh cũng dính nhưng mà không dính nhiều nha mọi người. Dính vài ký đủ ăn mọi người.
chỗ này chắc có ai đánh rồi, ra mình vô mình đánh trên cái lưới cũ, cá nó bị dính hết rồi. Bữa trước ai đánh nó dính hết rồi, bữa nay còn, nhưng mà cũng khoảng cỡ ba ký mấy 4 ký nha mọi người. Kể cá này 3 ký mấy 4 ký cũng được rồi. Rồi miền Tây thấy dễ cái măng luôn rồi, chỉ cần xiên chút đi đánh lưới một chút xíu là có cá ăn ngay thôi. Bây giờ mình gỡ vài con mọi người, gỡ vài con, mình lấy cái dao mình mổ bụng nó ra, cái xong mình nướng vài con ăn thử, là đừng kia nướng luôn. Rồi mình bắt mấy con cá phi mình đánh chui luôn. Cái này anh Hùng nằm trong khói lửa đánh chui nha, mưa luôn rồi, đang chuẩn bị nướng cá mưa luôn rồi, cũng lớn nha. Thôi là mình ở cặp cái vườn cây luôn, cặp cái vườn cây. Nếu mà cái lá này không biết cháy không trời, nếu mà lá dừa đây, cái dừa này tét bỏ vô rồi nướng đây mọi người. Nướng chui bằng lá dừa luôn, cái này chắc cháy dữ lắm. Rồi cho lên khói, lên nữa này. Đâu rồi, lên nữa, treo phần lên. Đang mưa là ẩm nhé, cháy luôn. Ồ hay quá, trời ơi, bị gì gắn rồi này. Gì cắn? Phải rắn không coi ơi? Khủng quá, nhờ nó cũng rắn. Mẹ, hồi nãy vô bụi chuối nè. Mấy mày chạy đi đâu? Chạy mọi người. Chín không? Lên cái lá này, chắc chín mà. Ôi. Bụi vô. Hôm qua mày ngủ ở cái hầu quẹt rồi. Để không có đâu, nó nổ cái bung luôn đó. Đốt cái này luôn rồi. Nhả nóng mày, xuất ra đi. Đang đốt lửa mà trời mưa là mọi người. Biết chín, chắc chín cá rồi. Quá, wow. Nóng dữ lắm rồi. Và đây dắt nó vô một chút. Ôi da nóng. Dắt. Sao nóng gì vậy? Giữ dần lắm. Chắc chín rồi. Hên quá mà cô, trời mưa chứ trời tạnh này không mưa nữa. Cá cô cũng sắp chín luôn. Đó, bay mùi thơm rồi. Ồ. Thơm quá. Rồi chín hết trơn rồi. Nóng quá rồi. Rộn rộn thay trên bia phỏng á, rồi lên bỏ đằng lá chuối đóng rồi, nhổ ngoài cái này này, nhổ cái này lột rộn, lột cá xuống thôi. Nè là dít cá này ra. Oh yeah. Nè, lấy cái cây thọt vô cái miệng cái nè, cây này thọt vô cái miệng cá đó. Nó chết đi. Lấy cây thọt vô cái miệng. Rồi dinh đẳng. Rồi đây chà ra mọi người. Lấy đồ cào cạo nó ra. Cái cây á. Quá trời đen thù lùi, thổi cái bụi người dân ra ngoài. Cạo ngoài nè, cạo vô trong không vậy? Để mình muối rồi bỏ nó vô. Cho lấy cái bịch muối của mì tôm á.
Ồ, cái kia tao bỏ đi. Mua không đi. Để cho chanh theo nó hư mẹ. Rồi. Chấm bằng à. Ồ, ồ. Muối hào hảo, muối hào hảo mùi tôm. Rồi té thương con này. Rồi luôn. Gấm này siêu gần rồi nè mi, mời cô chú ăn với con nha nè. Rồi miếng cá bỏ em miếng muối hào hảo nó ngọt trời ơi. Ăn cũng hợp khẩu vị lắm đó cô chú ơi. Ăn già luôn. Ngon đói bụng nữa. Ngon đói bụng nữa cô chú ơi, ăn ngoài đồng rồi quá đã. Ủa, cá nó đen thùi lùi luôn. Bây giờ nướng lá dừa sao? Nướng lá dừa. Hên là vừa nướng xong, vừa nướng cái trời mưa mà. Trời ông tạnh, ông thương tạnh tạnh. Chứ thôi là nghỉ ăn luôn. Ngon quá chú rồi. Cái này mà nấu cơm mà ăn với mũ cục cũng ngậu chứ nè. Ăn mũ cục là ok. Quá đã. Ăn không chơi. Cá nướng chui rồi nó dính cho đen thù lùi không sao, nhưng mà mời luôn rồi nha. Dính cho là cũng hỗ trợ tiêu quá không sao. Tiêu luôn. Đây đây đây, nhức nướng vậy chứ nướng thì gần nó lộ lem không, nhưng mà ăn cá nó rất là ngọt luôn. Đi làm gọi là lập đồng á mọi người, hồi xưa đi làm đồng á, cắt đĩa á mọi người, cắt đĩa ông ruộng á, giữ cái đồng cái thằng nhỏ cái kéo cỏ á, ra đĩa thì hay thả cỏ cho cá nó dựa, cái trước khi tắt đĩa thì phải lấy cái cây lôi cỏ lên. Lôi cỏ lên mà cái nguyên quả địa lôi là phải lôi nợ đâu đâu bao người. Rồi làm sao mấy cá gô nó dính vô cỏ lôi lên cái nướng chui cái này. Ăn cái cũng ngủ. Đau rồi. Không thể bằng. Mà cái chê ấy cá gô nướng này nó mở dữ dằn á. Nó lọ đen thù lùi vậy. Ăn ngon. Bây giờ mình thấm lại cái cảnh mà là còn chả trâu không rồi. Cào quá ở một vụ quậy phá. Quậy phá đã rồi bắt đầu bắt con gì ngoài ruộng khi bắt rắn, bắt cá lóc. Cá gô, cá chê. Ngoài xưa cá gì đó. Mình xưa tác có đề ăn cá lên là mấy trăm ký. Trời không trăm ký hơn. Cá ngon ngon không? Đó, cá chê trắng. Cá chê trắng người ta chê luôn mọi người. Khi mà mò gặp cái chữ trắng lấy cái cây á, cái tấm dáng đóng cái đinh thấu qua tấm dáng, cái chữ trắng mà mò cái chữ trắng nó lót cái đầu lên, cái chữ trắng nó đâm nhất hơn cái dây vàng, cầm cái cây này đập vô cái đầu, cái đinh đập vô cái đầu đập, bắt con nào là cho nó chết con đấy. Sợ cái chữ trắng, cái chữ trắng chê không ai ăn luôn, có một số người ăn, còn mấy người ta không thích, ta thích nó là tao nói cái chữ trắng cái thịt nó dai khó ăn. Nhưng thật sự cá chê trắng nó con chua cái này bể nồi cơm luôn rồi. Chưa ăn nó bể rồi. Ngon lắm. Chưa gì bể rồi. Bây giờ tao thích cá chê trắng hơn. Nhớ là mình còn trẻ trâu luôn rồi. Là lúc mà đi tắt địa giữa ngoài cánh đồng á. Là
con rắn mà duy voi gọi là duy tưởng á, với con lương nó thiệt với mọi người á, nhỏ nhất là nửa ký, còn bự là ký mấy không, con nào cũng lấy. Bắt đầu khi mà phát hiện hang á, cặp mé bờ á, ta làm cái chĩa mà có hai mũi ngắn vậy, mình cái chĩa vô hang dễ dính. Mỗi lần tắt đè là kiếm khoảng 5-7 con lương, còn gắn ghi vô con nào nấy bắp chuối chuối là nó như cá. Trời ơi, hồi đó cá ghê lắm, rồi gắn nè, lương nè, rồi gùa nè. Bây giờ mấy con gắn với con lương là hình như là muốn hết luôn, giật chủng luôn. Còn sống lai gai mà ví dụ như khu vực U Minh rồi có, còn cái khu vực mấy cái tỉnh trên là phọc, là như là muốn giật chủng luôn nha. Bây giờ gắn nuôi không à, đi vô bây giờ ta cũng nuôi luôn, mà dưới cá cũng nuôi luôn, mà gùa giờ ta cũng nuôi luôn. Thôi mọi người, video cũng dài mọi người, từ giờ ăn còn có con khúc à, đóng xương luôn. Mình xin tạm biệt mọi người nha, kết thúc cái buổi giăng lưới hôm nay và nướng ăn tại ngoài cánh đồng luôn, rất là ngon luôn rồi. Mọi người thấy video có thích thì mọi người nhớ cho mình xin một like, đăng ký, một bình luận góp ý nha. Cho mình có một cái tinh thần nặng mình quay nhiều video hay để cho mọi người xem. Thôi xin tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye cô chú.